Vâng, cảm ơn Đô, xin mến chào toàn thể các bác nhé. Và tiếp tục hôm nay một review sản phẩm nữa mới cập nhật nhất 2021 về hàng phục vụ bác của anh em. Thì báo cáo bác thì hôm nay thì sau nhiều ngày chờ đợi, vì chờ đợi là gì? Vì rất nhiều các bác trước đây đổi cát ấy, mà đổi sang những mẫu mic như DB550 Bluetooth ấy, thì các bác cứ chờ, ngóng chờ bên mình về dòng 550 Bluetooth bản 2021. Và 2021 thì nó sẽ có đặc điểm hay ở cái gì thì các bác xem video đây. Nhưng vì hôm trước nhiều bác cũng sốt ruột là cần đổi luôn thì em vẫn đổi cho bác cái bản cũ. Thì hôm nay thì bất chợt thì hàng hãng cũng đã về, báo cáo hàng về từ hôm qua. Thì hôm nay bên em review luôn cho bác, nóng hổi quá các bạn. Thì nhân tiện trong video review này thì báo cáo bác thì em ra luôn cái chương trình khuyến mãi là tặng kèm một bộ pin sạc đối với các bác nào mua một sản phẩm micro cao cấp này của hãng DB Acoustic bác nhé. Thì báo cáo bác đối với sản phẩm DB Acoustic thì đây là mẫu mic hiện đới thì mà bản 2021 này thì đây là mẫu mic cao cấp nhất của hãng rồi, ở phân khúc là gần 5 triệu. Vì sao? Thực ra là với phân khúc này thì đáng nhẽ một số hãng khác có thể bán ở ngưỡng tầm 6 triệu rưỡi 7 triệu cơ. Nhưng vì là thứ nhất là bên hãng thì cũng đưa ra cái mức giá tốt để làm sao để các bác ở phân khúc tầm trung hoặc phần cao đều có thể sử dụng được cái mẫu mic chất lượng. Và đây là phân khúc mic vỉ tím các bác nhá, lưu ý này, vỉ tím. Đấy. Đối với dòng này thì các bác đi sự kiện được này, phòng hát được này, gia đình được này. Nói chung là các bác rất đa năng đối với con mic này, nó thật sự rất đa năng. Và các bác nào hát lịnh giọng thì bác lên mua bộ mic này, nó rất là lịnh giọng vì tiếng của nó vừa độ dày nó cao và cái này tiếng nó rất là mượt và rất bắt mic các bác nhá. Có tính năng tự ngắt này, gia tốc rơi này. Thì báo cáo bác thì phiên bản 2021 này thì nó sẽ có một điểm là thêm tính năng, đó là cái chất lượng nó được cải biện thiện hơn, đó là cái chất âm nó hay hơn, phiêu hơn. Và cái giải tần đáp tuyến nó cái giải sóng của nó sạch sẽ hơn, nghe các đáp tuyến của nó, nghe là hay gọi đáp tuyến của giải tần của mic ấy, nó sạch hơn, sử dụng tay mic 6 số, đầu thu 6 số các bác nhá. Và điểm nhấn của nó chính là ở cái màn hình này, cậu quay sát đây cho anh. Đây. Cái màn hình này, bản 2021 thì ở cái màn hình này khác nhá các bác nhá. Màn hình khác. Đây, cậu quay sang nhìn điểm nhấn này. Nói thật sự luôn là những sản phẩm của DB em đánh giá rất là cao vấn đề về trau chuốt những sản phẩm. Đấy, các bác nhìn thấy không? Điểm nhấn của nó chính là chữ này và cắt vuông đây. Các nút tinh chỉnh nó sẽ dồn về cái vế đây. Vế đây, vế A, vế B, tăng giảm này. Và cái nút dò tần sóng nó không bị rườm rà quá, nó có đo vào hai mặt này. Đấy, có hai điểm nhấn mà em đánh giá rất là cao. Và cái mặt nó thiết kế hai mặt khung này này. Hai mặt khung này nó có điểm là nó thiết kế như dòng của mic của DB 550 Pro nhưng giá thành êm hơn một chút, sử dụng vỉ tím. Em nhấn mạnh là vỉ tím bác nhá. Vì hãng mới về hàng mà cũng chào mức giá rất là tốt cho bác. Hiện tại bên hãng đang chào mức giá là 4.800.000 đồng tặng, thì như bên em khuyến mãi tặng kèm bộ pin sạc trị giá 350.000 đồng các nhé, một cái chương trình ưu đãi cho bác luôn. Và hiện tại bên mình cũng chương trình ưu đãi này cũng tặng là cuốn tặng kèm pin sạc cho trường hợp là các bác nào đổi cát nhé, nâng cấp sản phẩm. Thì bác biết thì những bộ mic nào có cũ kỹ ở nhà mà sử dụng nó không được an toàn hay là chất âm nó kém quá thì bác có thể nâng cấp lên bộ mic cao cấp như hôm nay em giới thiệu này ở phân khúc phần trung. Nên hiện tại bên em cửa hàng nhập nhiều mic thì gọi là đây tầm trung bán cao cấp các nhé. Đấy. Có logo đèn sáng rất sáng vào, cái màu nó rất là phù hợp, cái màu nó là màu màu kem nghệ. Đấy, màu nghệ rồi, nó không bị quá chói, khi bác tắt ánh điện đi nó không bị chói. Và khi bác nhìn vào như bình thường một số mã mic thì nó ánh trắng này, ánh xanh này thì nó chói, nhưng cái mặt này nó nhìn nó dễ chịu. Và thiết kế điểm nhấn là hai khuôn này CNC mặt phanh nhôm nhá, và điểm vét vát đây, cái mặt này mặt mica nhá. Đấy, để làm ra cái mặt này rất là tốn kém. Và sản phẩm chính hãng thì bác lưu ý thì nó sẽ gồm đây này, cậu quay một vòng đi. Sản phẩm chính hãng thì nó sẽ có gồm mã kích hoạt của hãng bác nhá. Đấy, em sẽ quay một vòng bác cùng nhìn này. Vì nóng hổi về phục vụ bác luôn. Đấy. Sản phẩm chính hãng gồm có mã code này và tem phụ. Đây em cắm sẵn cái dâu nó rất là dài, cái phần dâu dài này cải biên ở cái phần nha cuối năm 2020, đầu năm 2021 nó có một phiên bản nữa đầu 2021 hay cuối năm 2020 ấy. Thì cái bản dâu đầu là cuối năm 2020 gọi là đầu năm 2021 ấy, thì báo cáo bác là nó vẫn thiết kế bản dâu ngắn. Thì những đầu nha, giữa từ những tháng 3 tháng 4 2021 thì bên hãng đã về cái bản dâu dài này để phục vụ các bác đi sự kiện. Đó, nó điểm nhấn có rất nhiều cái tính năng mới mà em nghĩ là đánh giá rất là cao con mic này. Vì sao? Cái đối với dòng mic này gần như cháy hàng, bản thân em mỗi lần về hàng em nhập rất là nhiều. Và khi các bác thiết kế dòng tay mic nó cũng thiết kế rất là sang trọng. Mặt của nó là mặt phủ ở đây là mặt bằng nhôm nhá, cái tay bằng nhôm này. Và cái thứ hai là nó bằng sơn tĩnh điện, có các sự ở đây là bên hãng luôn, CNC chữ hãng này. Thì những cái mặt bằng nhôm và cái
sơn tĩnh điện này nó khác với các dòng tay mic thông thường. Nghĩa là tay mic thông thường nó chỉ là cái lớp sơn bình thường, còn cái sơn tĩnh điện em không biết là cái thiết kế miêu tả bác nào, thì cái lớp sơn này không để chóc được, mà trừ khi bác xước nó bị xước ra thôi. Cái dòng này nó không bị chóc sơn, các bác hiểu ý em không ạ? Nghĩa là các bác cái dòng mic cao cấp ý, thì cái lớp sơn nó khi bác để nó xước hay nó bác bị để nó va đập thì nó chỉ chảy thôi, chứ nó không bị tự dưng nó bong được. Đấy, nó khác với các dòng bình thường. Các dòng bình thường như mic xua ấy là bác dùng một thời gian tự nó bong chóc. Còn dòng này thì nó là các bác trừ khi bác bị năn nóc vụ em bác kỳ tay vào đây nó xước thì nó xước thôi, thành tạo vết xước thôi. Đấy, nó chảy thôi, chứ nó không để nó bong chóc được cái lớp sơn này cả. Đấy. Có lưu ý nhá là dòng vỉ tím. Đấy. Em nói rồi, đánh giá cao vì sao dòng mic này nó rất là hay. Em thật sự luôn là đáng nhẽ bộ mic này phải trị giá nó rơi độ đâu đó phải 5,5-6 triệu ở phân khúc đó, hoặc 6-7 triệu, vì nó sử dụng vỉ tím tiếng rất là hay, những bác nào sử dụng đồng tầm này tầm tiền. Nhưng mình không nói quá đâu, nhưng thực sự luôn là bên em bán nhiều dòng mic nhưng mà đánh giá rất là cao con này. Và đây là mẫu cao cấp nhất của hãng rồi, phiên bản mới về. Và một đặc điểm nữa thì các biết thì đi cùng với nó là một cái 6 ly. Cái 6 ly này thì đặc thù tại sao nó thiết kế khác với các hãng mic khác. Cái 6 ly này để các bác nào vụ như đằng sau bác cắm một cái 6 ly để đi vào đi chung đúng không ạ? Đây, đi chung vào cái đầu thu đây. Để em cắm cho bác nhìn nhé. Đây, đi chung. Cái đầu ra của nó, cái đầu vào, xin lỗi, đây là đầu vào. Đầu vào đầu gập này để cho bác là gì? Trường hợp những bác nào tiện lợi bác cắm những cổng mic phía trước con vang thì nó gập nó gọn, nó không bị cong, hay bác kê tủ trước gì nó không bị va chạm, nó hay tạo ra độ gãy hay độ chập lỏng của cái rắc. Đấy, nó ăn rất là khít. Đấy. Đây là một cái mà em thấy là bên hãng thì cũng rất là trau chuốt những sản phẩm này. Cái sử dụng vỉ tím là hầu như là thường những là sản xuất tại những công ty thương hiệu như dòng Bayer, nếu biết thì tôi hàng đa số vỉ tím thì bên hãng này cũng vậy. Đấy, vỉ tím bác nhá. Và bên trong đây thì bác nhìn cái vỏ hộp nó. Cậu quay sang đây. Vỏ hộp thì phiên bản 2021 thì nó vẫn là vỏ hộp bóng nhá. Hộp bóng này, tem phụ này, tem nhà nhập khẩu bác nhá. Đấy. Hai lớp xốp hai mặt. Đấy. Đây là củ nguồn adapter của nó đi cùng này. Và sách hướng dẫn các bác nhá. Đấy. Túi cổ râu này, túi cổ tay này, đầy đủ luôn. Và như thì nguồn gốc mic này thì sản xuất tại Trung Quốc. Đấy. Như thì bây giờ gần như 95, gần nó thật sự nhiều khi nói quá gần 100% là sản xuất tại Trung Quốc. Chứ chẳng qua là những cửa hàng tao review bác người ta có nói thật hay không thôi. Còn bên em thì nói luôn là sản xuất tại Trung Quốc nhưng nó là hàng chất. Nó là thương hiệu nhập khẩu, chất lượng. Đó. Là tổng quan và review chi tiết đến mẫu mic mà em đánh giá là rất là chất lượng, phục vụ bác và anh em, và cũng đưa ra cái chương trình khuyến mãi cho bác cũng như là anh em có nhu cầu nâng cấp đổi các thì liên hệ trực tiếp đơn vị em qua hai số online đây, hoặc đến cơ sở bên Hình là 364 Quang Trung Hà Đông, Hà Nội. Còn trường hợp các bác là mà ở Sài Gòn thì em thấy thông báo là mùng 1 tháng 8 bắt đầu là bà mở cửa rồi, coi thì các bác có thể qua cơ sở Sài Gòn, hoặc các bác gửi hàng, hoặc các bác có thể nhấc máy, những nhà bác mùa dịch này bác có thể nhấc máy gọi em từ xa, em ship hàng, ship cốt CD tận nơi cho bác nhé, để bác trải nghiệm những chất lượng, những sản phẩm. Không riêng gì mẫu mic này, thực ra bên em bán rất nhiều mẫu mic. Và trong buổi tối hôm nay em sẽ có chương trình live stream, thì tối nay em sẽ live stream muộn tí, tầm 8:30-9 giờ em live stream bác tâm sự bác tầm 2 tiếng. Trong buổi tối hôm nay giới rất nhiều sản phẩm ưu đãi trong mùa dịch này, và rất mong sự ủng hộ của các bác. Và xin thân ái chào tạm biệt cả bác ạ.